Sưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm 12 con giáp chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 627, có kích thước cao 95, ngang 83 và số 66, được đục rất kỹ và sắc nét các bác ạ. Hôm nay, các bác hãy cùng với Sưởng Tượng Gỗ tìm hiểu về ý nghĩa của hình tượng 12 con giáp trong phong thủy các bác nhé. Theo phong tục của Việt Nam, trong 12 con giáp thì mỗi con ứng với một năm và nó sẽ tượng trưng cho 12 tính cách hoặc công việc trong tương lai của người đó. Trong phong thủy thì con giáp mang lại những ý nghĩa riêng. Dưới đây sẽ là một vài ý nghĩa mà em sẽ nói qua cho các bác. Chú chuột kéo dây tiền, đem lại tiền tài cho gia chủ. Con trâu là đầu cơ nghiệp, con trâu là biểu tượng của cát lợi, giúp cho gia chủ lúc nào cũng phấn đấu làm việc thật là tốt. Hổ là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Điểm nhấn của tác phẩm này là có một chú rồng ở trên đỉnh của tác phẩm. Đây là một con vật không có thật, nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì rồng lại mang lại rất là nhiều may mắn cho gia chủ, là biểu tượng của sự thuận lợi trong công việc, đem lại may mắn tài lộc các bác nhé. Ngựa là một con vật đem lại may mắn và lúc nào cũng thúc đẩy gia chủ tiến đến với thành công, người ta hay còn gọi là mã đáo thành công. Dê là biểu tượng đem lại sự nhẫn nại, ý chí cho gia chủ. Khỉ là một loài vật rất là thông minh, khôn khéo và nhanh nhạy. Một tác phẩm rất đẹp và ý nghĩa phong thủy thì cực kỳ tốt. Con giáp nào cũng đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ, đem lại sức khỏe, vận may và mọi sự như ý. Một tác phẩm mà các bác không hề bỏ lỡ. Tác phẩm này có 102, được nghệ nhân đục rất là kỹ từng chi tiết một, vân rất là đẹp và sắc sảo. Các bác quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêu ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số hotline của cửa hàng 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đây là một số hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Và điều đặc biệt là các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sưởng Tượng Gỗ và kênh Đỗ Tiến Thành để theo dõi những video được quay Full HD về đêm các bác nhé. Nếu như các bác là một tín đồ về đồ gỗ thì không thể bỏ lỡ Sưởng Tượng Gỗ được rồi ạ. Đăng ký để ủng hộ cho kênh Sưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.